Wow, nhìn nào các bạn ơi. À, mình phát hiện ra ở đây có một con cá mập khổng lồ. Wow, bây giờ mình sẽ nhấc lên và cho các bạn xem thật là kỹ nha. Đúng rồi các bạn ơi, trên tay mình đây là một con Megalodon, một loài cá mập khổng lồ đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi đó các bạn. Khi trưởng thành thì Megalodon nó có thể dài tới 18,2 mét và nặng lên tới 60 tấn luôn đó các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời với con cá mập khổng lồ này đúng không nào? Không biết quanh đây chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác nữa không nha? Wow, và chúng ta cũng đã có một cái rổ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Let's go! Wow, nhìn nào các bạn ơi. Wow, ở đây có nhiều khủng long quá các bạn nha. Mình sẽ tiến lại gần để xem coi chúng ta có gì ở đây nào. Wow. Con khủng long đầu tiên mình bắt lên được, đây là con khủng long Keratosaurus. Nó thuộc họ khủng long ba sừng, di chuyển bằng hai chân và là một con khủng long ăn thịt đó các bạn nha. Keratosaurus. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ hết những con khủng long mới của mình vào trong cái rổ này luôn nha. Tiếp theo đây là một con khủng long Cachalodontosaurus, một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân rất là nhanh. Ngoài ra nó còn có một hàm răng rất là chắc khỏe luôn đó các bạn ạ. Đây là con khủng long Cachalodontosaurus. Tiếp theo trên tay mình đây là con khủng long Dilophosaurus, hay chúng ta có thể gọi nó là con thằn lằn hai màu. Khi trưởng thành thì con thằn lằn hai màu này nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg đó nha. Wow, tiếp theo là một con khủng long rất là đẹp nè các bạn ơi. Đây là con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, một loài khủng long rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Đúng là một con thợ săn đó các bạn ơi. Nó có một hàm răng rất là chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong, và sở hữu một cơ thể rất là hoàn chỉnh cho việc đi săn. Một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rất là đẹp luôn đó. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm kiếm xem còn gì nữa không nha. Wow, ở đây chúng ta còn có một dòng sông nữa các bạn ơi. Nhìn nè các bạn ơi, ở đây chúng ta có nhiều con khủng long lắm, một cái đầu rất là to và một cái búa nữa. Mình sẽ tiến lại gần nha. Wow, rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ bắt thử một con khủng long ở gần mình nha. Đây là con khủng long Velociraptor, một loài khủng long ăn thịt có màu xanh lá cây và chạy bằng hai chân rất là lẹ đó các bạn. Tiếp theo mình nhìn thấy từ xa là một con Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là con khủng long ba sừng. Nó ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Ngoài ra thì trên cơ thể của nó còn có những hình vẽ hoa văn họa tiết được vẽ lên rất là đẹp đúng không nào? Đây là con khủng long Triceratops. Tiếp theo là Stegosaurus. Nó có rất là nhiều những chiếc gai to ở trên lưng, cơ thể có màu xanh lá cây, một loài ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân nè các bạn. Stegosaurus. Phía bên này là một con khủng long cũng rất là to luôn. Đây là Carnotaurus, một con khủng long ăn thịt, nó di chuyển bằng hai chân. Phía trên lưng của nó có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn và hai cái sừng ở trên đầu nữa nè các bạn ơi, tạo nên một con khủng long Carnotaurus rất là gai góc. Ngoài ra mình có thêm một loài chim thời tiền sử, đây là Archaeopteryx. Nó có một cái mào hình mặt trăng khuyết cùng với lại hai cái bàn tay ở hai bên cánh của nó, rất là đẹp đúng không nào? Đây là chim Archaeopteryx nha.
Wow, hai con khủng long này là hai con khủng long gì đây? Đây là The Rhizinosaurus. Đặc điểm của dòng The Rhizinosaurus là những cái móng vuốt ở trên tay rất là dài và sắc nhọn. Đây là Miragaya, một loài khủng long ăn cỏ cổ dài, di chuyển bằng bốn chân. Và nó còn có rất là nhiều những chiếc gai ở trên lưng được xếp rất là đều và thẳng hàng với nhau. Miragaya. Thế bên này chúng ta sẽ có những con khủng long rất là to lớn luôn. Đây là con khủng long Vastatosaurus, một loài khủng long ăn thịt rất là hung dữ. Nó có một hàm răng rất là to và chắc khỏe cùng nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Nó di chuyển bằng hai chân cho nên chi sau của nó khá là nhiều cơ bắp to lớn. Và chi trước do ít dùng nên nó đã bị teo lại đi một phần rồi đó các bạn ạ. Và những điều đó tạo nên một con khủng long Vastatosaurus rất là đẹp đúng không nào? Phía bên này là một con khủng long ăn cỏ thì phải nha. Đây là Brachiosaurus, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân, có một thân hình rất là to cùng với một cái cổ siêu dài luôn. Brachiosaurus. Và đây một cây búa rất là đặc biệt đúng không nào? Đây là cây búa của thần sấm Thor. Hai bên hông cây búa đều có những hình vẽ hoa văn ký tự được chạm chỗ rất là tinh xảo và đẹp mắt. Thân cây búa có màu đỏ và khi mình cầm vào thì có cảm giác rất là vừa tay và chắc chắn. Wow, những món đồ chơi mô hình rất là tuyệt đẹp đúng không nào các bạn? Món đồ chơi cuối cùng của ngày hôm nay đây rồi. Một cái hộp đồ chơi là hình dáng của con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Thế bên trong chúng ta có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Wow, các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở đây các bạn ạ? Hãy bình luận ở dưới cho mình biết nha. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.